Kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay tại cả Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vẫn duy trì mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh, người dân cần lưu ý đề phòng. Sang đến ngày mai, khi nằm trọn trong khối không khí lạnh thì mưa dông tại Bắc Bộ sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên do tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Cao nhất ngày mai dao động từ 21 đến 24 độ. Chỉ riêng khu Tây Bắc có thể vượt ngưỡng 24 độ, trời vẫn rét về đêm và sáng. Tương tự tại khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sang đến ngày mai, mưa cũng giảm xuống diện vài nơi nhưng nền nhiệt chưa có cơ hội tăng. Trưa chiều mai phổ biến ở mức là 24 đến 27 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, do nằm xa khối không khí lạnh nên chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối, ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở ngưỡng là 30 đến 33 độ. Xa hơn ở phía Nam, tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay vẫn chỉ có mưa vài nơi, ngày mai nắng nhiều với nhiệt độ ngày đêm tại Tây Nguyên dao động từ 19 đến 33 độ, còn Nam Bộ 24 đến 35 độ, có nơi cao hơn và có nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên về chiều tối mai, do rãnh thấp xích đạo ở phía Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần và nâng trục lên phía Bắc nên mưa dông tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tăng cả về diện và lượng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, người dân cần lưu ý đề phòng. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía bắc, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn tại quần đảo Trường Sa chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, khu Tây Bắc 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông dao động theo thủy triều. Trên sông đáy tại Ninh Bình, mực nước cao nhất ở mức 1 đến 1,2 m, xuất hiện từ 4 giờ đến 7 giờ. Mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,2 đến 0 m, xuất hiện từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 28. Tại Như Tân, mực nước cao nhất ở mức 1,35 đến 1,55 m, xuất hiện từ 0 giờ đến 3 giờ. Mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,8 đến dưới 0,6 m, xuất hiện từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 28. Độ mặn cao nhất tầng đáy ở mức 10 đến 12 phần nghìn.